các bạn. Chiều giờ này 5 giờ các bạn. Trời mới mưa xong luôn mà mưa đám hết hồn luôn á, mưa lạnh luôn. Này người ta nói sao cơn mưa tại lại sáng đâu có đúng, này sao cơn mưa tại lại tối luôn á. Trời mưa thì hai đứa mình mần cua nấu cháo đây, cua mình bắt ngày hôm nữa các bạn ơi. Giờ mình bắt là mần cua. Cái chân quay mình bỏ tình khánh mình không lấy gì luôn nên mình để đại luôn. Đây luôn. Mấy gạch không? Lấy mấy thao nhôm còn đâm đâm thao ấy này bể hết lủng. Quá lần nó nhiều nó bò. Rồi có cái nón sắt tự của nó ấy đâm ngon ghê luôn. Cái nón gì vậy nè? Giữa đông mẹ lủng. Nó bằng bằng nóc hay gì á. Cái nó cùng năm hả? Ừ. Ê, cái lầu xô không còn mà. Thằng nhỏ tao ừ dạy cho nghe. Đâu? Cái gì? Cái lầu xô không còn không? Không. Tao mất tiêu hả? Lầu xô đó kỳ đó không đưa trai. Bữa nay mình không có cối xay thì mình sẽ đâm nó thôi. Mình giả nhuyễn nó kìa. Các bạn mình luộc bằng nước nha các bạn. Thì mình đâm thì nó không có nhuyễn lắm. Nên mình phải đâm lại thêm một lần nữa. Để nó mới ra được hết thịt. Xay thì chỉ một lần thôi là được rồi. Xay nó nhuyễn hơn. Đây bạn ơi, cháo gần chín rồi các bạn. Ủa chín luôn chứ gần gì nữa. Gần ăn được thôi, mình nấu cho chút nữa. Mới bỏ nấm gươm vô nữa. Sao sao sao. Cái nồi có bao lớn nữa các bạn ơi. Nhiêu đây mà hai thằng ăn á. Bữa nay là ăn tới sáng mời luôn. Bỏ hành phi vô nữa. Nồi này múc được nhiêu tô ta? Đây các bạn ơi, mình đã dọn lên các bạn. Đây là dĩa bắp chuối. Càng cua có trứng lộn nữa các bạn, để mình giảm độ sáng lại chút mình quay nó ăn rồi tắt ăn đâu quay.
sao không mang luôn nè, mới nhậu rồi nó xỉn không mang. Có luôn. Ủa mới nhậu hỏi vô mặt không nghe mùi hả? Có là hỏi vô mặt mình đâu biết. Nghe mùi chưa? Không nghe gạt mũi. Ừ, nghe mũi thôi. Thì gọi chút xíu tiêu vô. Ai góc cụ vậy? Từ từ, từ từ. Nào, xếp lại rồi. Đây nè. Rồi, bỏ vào đây. Đó, chắc. Ấp lạnh gì ít vậy? Không đổ nước vô. Sợ nãy nước đá nhóc luôn mới hút ra. Không có lạnh đâu. Để bài. Mời các bạn chắp cua nhé. Qua đã. Cảm thấy mình rất là bị nhiều. Không nghe mua ít không kìa. Gì? Không nghe mua ít nè. Hết đồng rồi. Bữa nay mình có tăng cường thêm cái này nữa các bạn, vụ Phú Lễ đặc sản vụ Bến Tre mình nha. Vô cái em ấy đó. Vô. Vô vô. Cả lâu lâu mới uống rượu một lần. Ở đâu ạ? À? Em cũng cái này nè. Vậy em cũng chuột. Đây các bạn ơi, ba thằng ăn buổi trời mới được cái nửa nồi vậy các bạn ơi. Còn nhiều quá, ngày sáng ăn sáng luôn, không đỡ tốn tiền ăn sáng nữa. Trên đây mình ăn cũng gần hết luôn các bạn. Cái camera dính cái gì mà câm ta? Bữa nay tụi mình mệt, nó cũng không uống rượu được nhiều bạn. À, ba đứa uống có nửa lít rồi mà mệt rồi, no quá chứ ăn nhiều quá no luôn. Nửa lít đâu, hơn nửa lít nhiều mà. Cái này đâu được lít? Ý là nhậu rồi nhà. À, nếu các bạn thấy video mình thú vị thì các bạn nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp mình nhé. Để mình làm những clip hay hơn các bạn ơi. Làm thêm nhiều clip nữa. Nhớ chào tạm biệt các bạn nhé. Bye bye.